Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 13 tháng 7 năm 2020. Bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ, thanh lý giá cũ giá rẻ các bạn. Thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào với mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, các bạn người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Thì do tuần vừa rồi thì bên mình thì là kênh YouTube mình bị hack, đâm mình không đăng được video. Thì cũng nhiều bạn hỏi gọi điện cho mình là thắc mắc tại sao lại không làm video. Thì mình là kênh YouTube mình thì mình cũng bị hack. Thì hôm trước lý do hack tại sao hack ấy, thì mình đây là lý do các bạn là đấy, lý do là các bạn là TikTok nhá. Hôm đấy thì mình cũng vô tình thì mình cũng chơi TikTok thôi này. Thì TikTok này thì ứng dụng này thì đang bị tẩy chay này. Ứng dụng là tẩy chay thì là Việt Nam mình ở báo Thanh Niên lên rất nhiều là bằng hack dữ liệu người dùng. Thì mình khuyên các bạn là một lời dùng mà chân thành nhất là hôm trước thì bình thường mọi hôm thì kênh YouTube của mình thì đăng nhập thì không sao, nhưng mà có mỗi một cái hôm mà mình gì nhỉ, đây này, ở mục mà đăng ký này, đây mình vừa đăng nhập vào Facebook này. Đấy, các bạn là đây, các bạn kích vào đăng nhập Facebook nhá, thì TikTok này sẽ chuyển ra một cái Facebook của chính của mình. Thì các bạn nhập Facebook vào đấy, thứ nhất là cái nick Facebook của bạn không có gì không sao. Nếu mà nick Facebook của bạn mà chính công ấy thì nó thật với các bạn, nó hack hết dữ liệu luôn. Xong mình lại đi, hôm đấy mình không dùng Facebook. Thế mình lại đăng nhập vào cái mục mà tài khoản Google này. Mình dùng tài khoản Google này thì là mình dùng chính cái tài khoản Google mà Gmail của mình mà mình để kênh YouTube của mình ấy. Thế là đâm mình bị hack mất, nhưng mà may mình nhanh trí mà mình lấy lại được kênh đấy. Nhưng mà vẫn bị khóa mất một tuần. Đây này, mình sẽ quay các bạn mình bị khóa một tuần nhé. Đây ạ. Đây. Cái dữ liệu bị khóa một tuần, đây mình bị khóa, mình bị cảnh báo mất một tuần này này. Mình bị ăn luôn một gậy này. Biết thì lý do ăn xong một gậy không? Tại vì là phát cái clip này này. Đây. Ở đây thì sẽ có cái clip mà đây người ta hack kênh của mình xong người ta phát cái clip này thì mình cũng không hiểu là cái clip này đây. Nè. Đây. Đấy. Cái kênh YouTube của mình bị hack nhưng mà lại phát một cái video mà đây. Phát một cái đổi tên sang một cái tên khác, phát một cái video này. Video này thì là video vi phạm cộng đồng. Đấy. Mình chỉ có hôm đấy mình đang đi xe đi đường mất 2 tiếng. Mình vừa về nhà phát đã thì đã mất bị đổ mất tên rồi. Thứ nhất đổi mất tên kênh và ảnh đại diện và đây lại cứ phát cái video này. Đấy. Chắc là nhiều bạn đăng ký kênh mình các bạn cũng biết. Đấy. Cái video này là video vi phạm cộng đồng nên là mình bị kênh khóa mất một tuần. Còn mình có lần thứ hai, lần thứ ba là mình bị mất kênh các bạn nhé. Đấy thì mình cũng nói sơ qua thì các bạn có thể là chơi TikTok. Thì cho lời khuyên các bạn thì các bạn chơi TikTok, các bạn thứ nhất là các bạn không dùng TikTok, các bạn có thể nên là tốt nhất là các bạn cứ nên là xóa đi. TikTok cũng có rất nhiều cái hay nhưng mà các bạn theo mình là các bạn nên xóa đi. Hoặc là các bạn có nghiện quá muốn chơi thì các bạn có thể là gì nhỉ? Các bạn có thể là vào xem chùa như này được này. Nhưng mà các bạn mà mục đăng ký này các bạn không nên lấy cái nick Facebook chính thống của mình, hoặc là không nên lấy cái nick Google chính thống của mình. Đấy. Các bạn tạo một cái nick Facebook mà thứ hai hoặc là Google thứ hai thì các bạn đăng nhập vào để xem chùa hoặc bình luận chùa nhé. Chứ các bạn hoặc là các bạn xem chùa như này thôi. Chứ các bạn đừng có đăng nhập nick Facebook chính cống vào, Google chính cống của mình vào thì dễ tình trạng là bị nói chung là cái này thì nó liên quan đến Trung Quốc nước ngoài được, bị hack nick mà. Đấy. Chỉ lý do mình đúng mình đăng nhập TikTok nick TikTok có 3 hôm là mình bị dính luôn. Mình không hiểu tại sao. Mình ngớ hết người luôn các bạn ạ. Đấy, mất bao nhiêu công việc, rất nhiều bạn hỏi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu đầu tiên từng lượt cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về tiếp tục là con Samsung con iPhone 7 Plus. Hôm nay thì bên em lại về được con iPhone 7 Plus ạ. Này. iPhone 7 Plus, con này là bản 32GB, bản Mỹ 32GB. Con này là bản quốc tế Mỹ nhá, 32GB. Con iPhone 7 Plus này thì hình thức là máy đẹp là trên 90%. Đẹp trên 90%. Con này thì là máy màu hồng. Đấy. Con này thì là main zin, màn zin nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Pin thì mình đã thay pin mới 100% rồi cho các bạn nên các bạn yên tâm ạ. Con này thì main zin, màn zin. Con 7 Plus này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.800.000 nhá. Đấy, 4.800.000. Đấy, 7 Plus 32GB phiên bản Mỹ LLA. Đấy, các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là người yêu, bà xã rất là ok nhá. Đấy, máy rất là đẹp, đẹp trên 90% cả các bạn nhé. Main zin, màn zin cho bạn nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng. Nên các bạn yên tâm. Đây, mọi chi tiết các bạn thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình đây. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng của mình các bạn phải cho qua trực tiếp.
hoặc là các bạn gửi về bảo hành, các bạn có thể là theo địa chỉ này các bạn gửi về cho mình nhé. Đấy, iPhone 7 Plus đấy ạ, 4.800.000 mua tặng cho ông bà bố mẹ người thân rất là ok nhá. À, iPhone 7 Plus đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus nếu bạn nhận hàng mình sớm nhất. À, hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình, các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức sản phẩm. Thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng thanh toán, nhưng mà hình thức nhận hàng thì các bạn phải kiểm tra máy nhé. Thứ nhất là mình sợ cũng tình trạng là mình gửi máy đi cho bạn thì nhiều bên thì cũng dặn mình, nhiều bên ship hàng nhanh nhất ấy, người ta cũng dặn mình là bảo nên là khách khi trước khi nhận máy là phải nên kiểm tra hàng. Thì chẳng may mà bị như thế nào, người ta cháo dọc đường hoặc chẳng hạn, hoặc là bên mình gửi sơ suất như nào đấy, thì các bạn có thể là kiểm tra chuẩn sản phẩm mình đặt thì các bạn hãng nhận nhé. Không nhiều lúc bên đổi lên thì ví dụ hoặc là bị đổ hòn gạch hòn điếc vào đấy thì các bạn cũng phải mai tay mang tiền ra không đấy nhá. Thì các bạn nên chọn hình thức là nhận hàng thanh toán ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản kiểm tra trước nhá. Đấy, thì theo lời khuyên của mình, các bạn còn lên mua hàng online không thì các bạn nên mua hàng online nhá. Thì mua hàng online thì họ thường bán, các shop bán hàng online thì bán rất là rẻ. Thứ nhất là họ cũng bảo hành cho các bạn, nên là các bạn cứ mua hàng online đi, ngồi tại nhà các bạn còn có điện thoại để dùng, rất là sướng, rất là thích ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay bên em giới thiệu các bạn là chiếc Note 8. Note 8 này thì con này thì mình cũng tả tình trạng cho các bạn luôn. Con Note 8 này thì mình tình trạng là màn bị hơi bị ám lưu trữ một chút nhé. Đây, chấm một tí đây thôi. Đây, ám lưu trữ một chút. Con này thì là máy zin, main zin, màn zin. Đấy, viền thì có hơi bị phẩy một chút này. Con Note 8 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.800.000 nhé. Màn thì bị hơi bị lưu trữ một chút ở góc đây thôi các bạn nhé. Đấy, Note 8 3.800.000. Con này thì là gì nhỉ? Phiên bản là hàn 2 SIM. Cấu hình là RAM, con này mình sẽ xem là bao nhiêu GB. Con này là RAM 6GB nhé. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB này, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy, chỉ với 3.800.000 rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhé. Đấy, các bạn mà mua về, các bạn mà đi ra đường các bạn khoe, các bạn bảo mua 10 triệu thì người ta cũng tin. Tại vì lúc thời điểm mới ra thì con này nó cũng gần 30 triệu cơ. Đấy, nên là các bạn mua với giá 3.800.000 rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Hôm nay nhà mình còn mỗi một chiếc này các bạn nhé. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình có hai chiếc A8 2018 đấy ạ. A8 2018 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000, máy đẹp nhé. A8 2018, con này thì máy màu đen này, mà con này màu gold nhé. Đấy, hai con A8 2018, RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy, rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 đấy, các bạn nhà hàng sớm nhất. Con này thì là bản gì nhỉ? Con này màu đen nhé, và con này thì là màu gold. Đấy, A8 2018 đấy ạ. Rất là ok ạ. Đấy, thì hôm nay mình lại phát được cái clip lại các bạn, thì lại đăng ký kênh, bật chuông thông báo và xem ủng hộ lại hộ giúp kênh YouTube của mình nhá. Đấy, hôm nay thì mình rất nhiều mẫu máy xả hàng thanh lý cho bạn nhá. Đấy, nói chung là mình xả hàng hết tháng 7 cho bạn, nên các bạn yên tâm ạ. Đấy, và đây là sản phẩm con A20S. Thì hôm nay mình vừa về con này xong. Con này thì máy rất đẹp nhé, đẹp trên 90%. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. A20S này thì là gì nhỉ? Con này thì là màn hình của nó là màn hình là 6,5 inch, tràn viền, tai thỏ, tai trâu, tai bò. Đấy, A20S đấy. Pin thì là hơn 4.000. Con này thì là đây, khách có dùng ốp rất là dữ nhá. Đấy. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2.750.000. Sản phẩm của Samsung A20S, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, máy rất là đẹp nhá. Đấy, tặng cho bạn một cái ốp rất là xinh, rất là cute đấy ạ. Đấy, chỉ với giá là 2.750.000, tội gì các bạn phải đi mua máy mới. Đấy, rất là ok ạ. Đấy, các bạn lỗi các bạn gửi cho họ bảo hành hoặc là đổi máy khác cũng rất là ok nhá. Đấy, 2.750.000. Những sản phẩm này các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nên các bạn yên tâm ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này, con Samsung M20 ạ. Đấy, con này Samsung M20. Con này thì là pin 5.000, đấy, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền, tai thâu, tai trâu, tai bò. Đấy, A20 ạ. Con này là bản công ty, M20. Con này là bản công ty, màn hình là hơn 6 inch, tai trâu, tai bò. Đấy, pin thì là 5.000. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhé.
2 triệu đồng ạ. Thay sim thì nó hơi bị xấu xấu một chút thôi. Thay sim thì nó hơi bị xấu xấu một chút nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Con M20 thì ạ. Pin 5000 nhá. Đấy, mà chỉ giá là 2 triệu đồng. RAM 3, bộ nhớ 32GB nhá. Đấy. Bạn nào muốn biết chi tiết về sản phẩm các bạn có thể lên Google search YouTube giúp mình nhá. Đấy, 2 triệu đồng này. Rất là rẻ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về được con VinMart Lite. Đấy, VinMart Lite đấy ạ, VinMart Lite thì con này là khách vừa mới mua khỏi tay xong. Cũng được tháng thôi. Đấy. Con này thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì là màn hình rất là đẹp nhá. Con này thì có tặng kèm là sạc gì nhỉ? Zin theo máy nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con VinMart Lite này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.450.000 nhé. 2.450.000 sản phẩm VinMart Lite này, màu trắng rất là đẹp nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. 3-4 camera này, 3 camera, một đèn flash này dùng rất thích. Vân tay thì âm màn hình nhé. Vân tay con này thì âm màn hình, các bạn dùng thì quá là phê rồi. Như chỉ với giá là 2.500.000 thôi thì các bạn dùng như là một sản phẩm là Samsung cao cấp, Oppo cao cấp rồi. Rất là sướng, rất là phê ạ. Đấy, 2.400.000, 2.450.000 và tặng kèm sạc theo máy nhé. Rất là rẻ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về con S7 này. Đấy, con S7 này. S7 rất là đẹp, S7 màu bạc rất là đẹp nhé. Con này thì là 1.900.000 này. Và con này cũng là 1.900.000 nhé. Hai con S7 nhé, rất là đẹp ạ. Hai con này thì bên mình đồng giá các bạn với giá là 1.900.000 nhé. Con này thì nó hơi bị xước một tí lưng đây thôi. Đấy, xước một tí lưng đấy nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhé, hàng là sớm nhất nhé. Hôm nay thì mình về được 3 cây này. 3 cây là 1.900.000. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Đây mình sẽ nghe nhạc cho các bạn luôn. S7 thì các bạn nghe nhạc thì quá là phê luôn. RAM 4GB nhanh hơn những sản phẩm mà Oppo, Samsung đời mới cơ ạ. Sướng lắm. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nghe hàng liền sớm nhất nhé. Sướng lắm. Phê. Đây, nghe nhạc cực kỳ là phê nhé. S7 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được 3 cây nhá. Đây, một cây này là đen và hai cây này là bạc nhá. Đấy, S7 này. S7 này. Chỉ với giá là 1.900.000 một con nhá. Ba con này 1.900.000 nhá, S7 đấy ạ. Đấy, rất là nhiều nhá, máy đẹp nhá. Như ngọc trinh luôn này. Đấy, 1.900.000 rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, S7 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây nhá. Và Oppo con này là Oppo A37 thì hôm nay nhà mình vừa mới về rất nhiều, cứ 1.000.000 một con nhé. Đấy, A37 kìa. A37 thì hôm nay nhà mình em về rất là nhiều, nhiều lắm. Đấy, 1, 2, 3, 4 4 con Oppo A37 1.000.000 một đồng, 1.000.000 một con nhé. Oppo A37 thì các bạn cũng rõ rồi, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, máy là 2 SIM 2 sóng. Đấy, Oppo A37 chỉ 1.000.000 một con nhé. Đấy, 1.000.000 một con này. Nhà mình có 4 con. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân và các em nhỏ đi học rất là ok nhé. Ra trường mất thì không bao giờ sợ lo là cô giáo thu hoặc là bị mất thì cũng không bao giờ tiếc nhé. Nói chung là cũng tiếc lắm nhưng mà mất rồi thì không thể tránh được. Đấy. Hoặc là cô giáo thu thì cô giáo cũng giả lại thôi nhưng mà vẫn là xót ruột cả. Đấy, cả các bạn mất rồi thì nó không to tiền quá thì các bạn đỡ nhé. Nói chung là của đi thành người rồi thì cũng tiếc, cũng làm gì đâu. Đấy, 1.000.000 đồng một sản phẩm nhá. Oppo A37 nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Bộ nhớ trong là gì nhỉ? 16GB nhá. Rất là nhiều ạ. Buổi tối ngày nay thì bên em về rất là nhiều. Thì các bạn cứ lựa chọn sản phẩm đi. Mình giới thiệu nhiều lắm. A37 thì nhiều lắm. Đây này. A37 thì hôm nay 5 con nhá. 5 con A37 đấy. 5 con Oppo A37 cứ 1.000.000 một con nhá. Bạn nào mua thì cọc cho mình 50.000 thôi. Là các bạn nhận hàng nhá. A7 thì con nào thì mình giới thiệu mình sẽ để về đây để cho nó dễ nhận ra nhé. Không, nó nhiều quá. Mình chả biết được con nào lúa. Đây. Và con này là con Samsung Lot 3. Con Lot 3 này thì là 1.000.000 đồng nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB ạ. Này, con Lot 3 này các bạn mua về tặng cho bà, bố mẹ, người thân rất là tuyệt vời. Lot 3 thì chữ to, Samsung thì hỗ trợ chữ to, màn to. Màn thì màn hình là 5.5 inch.
Đấy, con lót 3 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Thành thì giá lợn chết cho các bạn nhá, lót 3 này ạ. Đấy. Bên em là bên bị khóa 1 tuần rất là khổ rồi. Nhưng mà mình vẫn bán hàng kênh phụ của mình thì các bạn có thể đăng ký kênh Triệu Phú TV 2 nhé cho mình nhé. Đấy. Đây. Thêm mấy con này G7 Brai này. G2 Brai này cứ 900k một con nhé. G2 Brai thì cứ 900k một con. Nhiều lắm. G2 Brai thì cứ 900k một con nhé. G2 Brai 900k một con nhá. Các bạn mua về tặng cho các ông bà bố mẹ hoặc là các em nhỏ rất là ok nhá. G2 Brai 900k đấy. Giá cực kỳ là lợn chết nhá. Đấy, kênh YouTube mình thì chủ yếu điện thoại cũ, giá rẻ dành cho học sinh sinh viên nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Lựa chọn nhá, thao lựa chọn ạ. Đây, con này là con Oppo A51 nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 900k nhá. Oppo A51 đấy ạ. Oppo A51 đấy ạ. 900k nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Đấy, rất nhiều điện thoại nhá. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là một máy phụ rất ok nhá, 900k nhá. Đây mình sẽ để giảm xa xa ra đây thì không nhiều máy quá, không để đây được. Đây. Và còn đây là con Samsung Z5 này. Z5 2015, con này thì là 1 triệu đồng nhá. Z5 2015, con này máy đẹp 1 triệu đồng nhá. Đấy, Z5 2015 này, máy đẹp 1 triệu đồng nhá. Đấy, Samsung thì hỗ trợ chữ rất là to, sướng lắm. Sướng cực kỳ sướng luôn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 2015 1 triệu này các bạn nhé, hàng liền sớm nhất nhá. Nói chung những sản phẩm này các bạn dùng thì quá là phê rồi. Con này thì nó chạy Android 9 cơ. Đấy. Con này thì đã lên Android 9. Đấy. Android 9 luôn này. Đấy. Rất là phê nhá. Z5 2015 nữa. Và đây là con Z2 2015. Con này thì 500k, con này thì bị vỡ một tí kính đấy nhá. Vỡ một tí kính Z2 2015 500k, thay máy con máy đen trắng nghe gọi rất ok nhá. Đấy, vào mạng xem phim được. Đấy. Chán thì các bạn buồn buồn có thể đập đi nhá. Rất là rẻ. Các bạn mua về nhà các bạn nào mà hai vợ chồng mà hay cãi nhau ấy, các bạn mua sản phẩm này về được, có tức vợ lên thì có đập máy đỡ tiếc nhá. Đấy các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z2 2015 thì các bạn liên hệ hàng mình sớm nhất nhá. Rất nhiều máy ạ. Hôm nay thì tất cả sản phẩm bên mình thì có báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng sản phẩm bên nào bên mình các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên em nhá. Thì giờ làm việc bên em thì bắt đầu 7 giờ sáng và lỗi thì đổ một tuần. Các bạn có thể lỗi các bạn gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình và mình sẽ sửa chữa và bảo hành và đổi cho các bạn nhá, nên các bạn yên tâm ạ. Lỗi bên em đã lo. Đây ạ, S8. S8 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được 2 cây nhá. Hôm nay bên em thì về được 2 cây. Đấy, 2 cây. S8. Hai con này đều là bản Hàn 2 SIM. Con này thì là 3 triệu mốt nhá. Và con này thì là 3 triệu đồng nhá. Đấy, 3 triệu mốt, 3 triệu này. Con này thì là màn của nó thì hơi bị lưu trữ một tí thôi. S8 đấy. Con này thì chỉ bị hơi bị lưu trữ một tí dưới chỗ này thôi. Đấy. Con này S8 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu mốt. Máy Hàn 2 SIM. Máy đẹp leng keng nhá, đẹp trên 90% luôn các bạn. Đấy. S8 đấy ạ. 3 triệu mốt nhá. Đấy. Con này chỉ bị hơi bị lưu trữ một tí dưới này thôi. Đấy. Mình tả luôn cho bạn nhé. S8 đấy ạ. Nói chung là S8 dùng quá sướng nhá. Mình bán rẻ bằng giá màn hình cho các bạn nên các bạn yên tâm nhá. Bản Hàn hay SIM nhá. Và con này màu đen, con này thì cũng con này thì bị hơi ám một chút thôi nhá. Đây. Đây con này thì bị hơi ám một chút, ám hồng một chút thôi. Đấy, con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng nhá. Máy màu đen, hình thức máy đẹp còn cũng trên 90% nhá. Đấy, 3 triệu đồng nhá, giá cực kỳ lợn chết cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 đấy các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhá. S8 đấy ạ. Này S8 đấy, rất là rẻ, ok nhá. Nói chung là S8 bạn dùng rất sướng, các bạn mua về tặng cho ông bà bố mẹ người thân rất được. Con này thì mở rất nhiều nhá, mở vân tay này, mở khuôn mặt này, mống mắt các kiểu này. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Mình sẽ kiểm tra lại xem là bản bao nhiêu GB. Cũng là bản Hàn hay SIM nhá. Đấy, giá toàn giá lợn chết cho các bạn thôi. Đây, RAM 4GB. Mình sẽ xem lại RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB nhá. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và bản 2 SIM 2 sóng. Các bạn dùng thì quá là phê, quá tuyệt vời rồi nhá. Đấy, S8 cho mình về 2 cây nhá. Cây này thì là 3 triệu mốt và cây này thì là 3 triệu đồng nhá. Giá cực kỳ là rẻ các bạn nhá. Đấy.
Và con này là con Oppo gì nhỉ? Oppo con này thì là bên mình đang thanh lý bạn giá 600k. Con này là con Oppo A31 nhé. A31 gì nhỉ? Đây, Oppo này. Oppo mình quên. Oppo A11, con này là 600k. Giá lợn chết cho học sinh sinh viên nhá. Oppo A11 giá 600k nhá. À, rất là rẻ. Kênh YouTube mình toàn điện thoại cũ giá rẻ học sinh thôi. Thì các bạn có thể thao lựa chọn nhá. Và đây là con Oppo, con này tiếp theo là con Oppo gì nhỉ? Con này là Oppo A7 ạ. RAM 3GB bộ nhớ trong 32GB nhá. Con Oppo A7 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.300.000 nhá. Hình thức là máy còn 90%. Đây. Con này chỉ viền chỉ có kiểu dính các cái bụi ốp thôi. Oppo A7 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 RAM 3 bộ nhớ 32GB này thì bên mình đang nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Pin pin con này rất là khủng lường. Pin Oppo A7 pin thì là rất là khủng. Màn hình thì là hơn 6 inch. Tràn viền, tai trâu, tai bò. Pin rất ok nhá. Máy màu gold, tặng kèm bạn một ốp dẻo luôn nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.300.000, giá cực kỳ là lợn chết nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay là con F11 Pro, F11 thôi nhá. Con này là F11 này, con này thì đẹp trên 90%. Con này là RAM 6GB bộ nhớ trong, con này là 64GB nhá. F11 này các bạn dùng rất là sướng luôn. Màn hình là hơn 6 inch. Đấy, pin thì là hơn 4000. Đây, RAM 6GB bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.700.000. 3.700.000 sản phẩm Oppo F11 nhá. Vân tay này, nói chung F11 dùng sướng lắm. Các bạn mà loa thì nó to. Đấy, các bạn mua về tặng cho học sinh thì dùng tuyệt vời, RAM 6GB các bạn chạy thì quá là phê luôn. Mình kết nối wifi mình sẽ nghe nhạc cho các bạn nhé. Đây, mình nghe nhạc, loa con này to lắm. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F11 để các bạn nhận hàng mình sớm nhất nha. Con này 3.700.000 nhé. Đây, mình nói thật với các bạn nghe nhạc luôn. RAM 6GB bạn dùng tuyệt vời, màn hình nó hơn 6 inch. Tai trâu tai bò. Mẹ. Các bạn nghe to lắm. Loa to kinh khủng luôn, nghe sướng lắm. Mà màn hình rất là đẹp nhé. Đây. Đấy, nghe rất phê nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F11 thì các bạn nghe hàng về sớm nhất nhá. Những cái con như này các bạn mua được thì các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá, nên các bạn yên tâm nhá. Đấy, cam kết cho bạn máy di nguyên bản nhá, nên các bạn yên tâm ạ. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F11 thì các bạn nhận hàng về sớm nhất, RAM 6GB bộ nhớ trong là 64GB. Đây. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đấy nhá. Mình còn nhiều quá, mình giới thiệu cũng nhanh nhanh một chút để mình còn đi ngủ mà thì cũng muộn phết rồi, đây, bốn mấy rồi. Đấy, và đây là con 6S Lock nhá. 6S Lock hôm nay thì mình vừa về con 6S Lock. Con 6S Lock này thì là mất vân tay. Đấy. Con này thì là men zin, màn zin. Hình thức thì vỏ cũng có cũ theo thời gian. Con này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.100.000 nhá. 6S Lock 16GB. Đấy. Men zin, màn zin. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.100.000 nhá. Mất vân tay nhá. 6S Lock mất vân tay 1.100.000 nhá. Đấy, các bạn về mua một thêm một cái sim ghép nữa các bạn mua vào các bạn chơi xem game chơi game nghe nhạc rất ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S thì các bạn nghe hàng sớm nhất nhá. 6S Lock 1.100.000 nhá. Các bạn mua về cho em nhỏ đi học thì quá tuyệt vời, hoặc cái chơi game ấy sướng lắm, phế lắm. Và sản phẩm tiếp theo, sản phẩm là A6 2018 này, A6 Plus. Con này là A6 Plus 2018 nhá. A6 Plus 2018. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000. Máy đẹp là con này là gì nhỉ? Trên 90% nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 Plus này các bạn nhé, hàng sớm nhất. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là bản công ty, hai SIM hai sóng nhá, A6 cộng đấy ạ. 2.500.000, máy đẹp nhá. Rất là ok, rất là rẻ. Và tiếp theo là sản phẩm Samsung Z7 Prime ạ. Z7 Prime. Con này thì là máy rất đẹp. Con này thì hình thức thì vỏ cũng có cũ theo thời gian này. Vỏ thì có phải phẩy đây. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.550.000 nhé. 1.550.000 sản phẩm Samsung Z7 Prime đấy ạ. Vỏ con này thì có phẩy theo thời gian. RAM 3GB bộ nhớ trong là 32GB.
Con Z7 Prime này, con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng, 1.550.000, rất là rẻ nhá. Những cái loại này các bạn chịu đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt ít nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Z7 Prime đây ạ. 1.550.000, rất là rẻ nhá. Và đây tiếp theo là con VinMart, VinMart là Line BB3. Con này là VinMart Line BB3. Con này thì là màn hình cực kỳ to, màn hình thì là 6 inch. Đấy, VinMart Line BB3. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhá. Máy đẹp như là mới luôn. Đấy, VinMart Line pin đi này, to wing luôn. Pin con này thì không biết là mấy nghìn. Pin con này là pin hơn 3000, pin 3000 nhá. Đấy, hai sim hai sóng VinMart BB3. Màn hình thì là 6 inch, 1 triệu đồng nhá. Đấy, 1 triệu đồng, giá là cực kỳ lợn chết cho các bạn nhá. 1 triệu đồng VinMart BB3. 1 triệu đồng này. Và tiếp theo theo là con Samsung A6 gì à? Con này Samsung Z6 Plus. Z6 Plus này. Z6 cộng. Con này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.150.000. 2.150.000, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì hình thức là máy đẹp còn 90%, vỏ thì phải phẩy theo ốp thôi. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z6 Plus để các bạn nhận hàng sớm nhất nhá. Những sản phẩm Samsung này, Oppo là bọn chúng đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá, các bạn yên tâm ạ. Samsung này rất ok ấy. Sướng lắm. Phê lắm. RAM 3, bộ nhớ 32GB, chỉ với giá là 2.150.000. Giá cực kỳ lợn chết cho anh em nhá. Ôi mình nhiều quá. Mình nhiều, mình muốn đi ngủ rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mình sẽ cố gắng mình phát hết video này. Con này thì là 700k nhá. 700k. Oppo con này là Oppo, con này là A51 đi. Con này là A51, con này thì hình thức vỏ không có cũ theo thời gian. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 700k nhá. Oppo A51 đi ạ. 700k, giá cực kỳ lợn chết cho học sinh sinh viên. Đấy, các bạn nào ít tiền các bạn có thể là mua điện thoại ít tiền. Còn các bạn nào nhiều tiền các bạn có thể là mua được nhiều tiền, rất là sướng, rất là phê ạ. 700k nhá. À đây, con này là 5SE này, hôm nay mình vừa mới về được con 5SE màu hồng. Đấy, 5SE màu hồng, con này là bản 32GB, lock 32GB nhá. 5SE lock, đây, 5SE lock 32GB. Vân chân vân tay đầy đủ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.200.000 nhá. 5SE lock 32GB màu hồng, 1.200.000, các bạn dùng về dùng rất sướng nhá, các bạn mua thêm một sim ghép nữa. Dùng thì quá tuyệt vời luôn nhá. 5SE đấy, lock 32GB ạ. Vân chân vân tay đủ 1.200.000 nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về, con này là con Samsung A20 ạ. Đấy, A20. Con này là bản công ty, 2 sim, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì máy cực kỳ là đẹp. Bên mình đang bán cho bạn với giá cực kỳ là lợn chết, 2.400.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A20 này, các bạn nhận hàng là sớm nhất ạ. A20 đi ạ. Màn hình thì là hơn 6 inch. Đấy, tràn viền, tai trâu, tai thỏ, tai bò. Đấy, các bạn dùng rất là ok nhá. A20 đi ạ. Đấy, 2.400.000. Đấy, rất là đẹp, màn hình của Samsung quá là tuyệt vời luôn, quá là phê luôn ạ. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Z4 Plus này. Z4 Plus. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 nhé. Z4 Plus, màn hình con này là 6 inch này. RAM 2, bộ nhớ 16. Z4 Plus các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Con này là bản công ty, 2 sim, 2 sóng. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000, sản phẩm Samsung Z6 Plus đấy ạ. Đấy, rất là rẻ nhá. Thì theo lời khuyên của mình, các bạn mua hàng online không thì các bạn nên mua hàng online. Mua hàng online thì các bạn có thể là mất mỗi mất công gửi đi gửi lại thôi, còn bên họ bên shop nào thì cũng bảo hành uy tín cho các bạn ạ, nên các bạn yên tâm nhá. Đấy. Đấy, tất cả sản phẩm bên mình sẽ báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm nào bên mình các bạn phải nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng nhá. Nhà mình còn nhiều lắm, mình sẽ giới thiệu hết cho các bạn luôn. Con này mình sẽ giới thiệu hết các bạn luôn. Đây. Và con này là con iPad này, con này là iPad mini 1, 1.500.000. Đấy, con này bạn nào thích sản phẩm iPad mini 1 này tặng cho các em nhỏ này về xem phim nghe nhạc này. Con này thì là màn hình là 8 inch, hoặc là ngồi trên ô tô xem bản đồ và điếc rất là ok nhá. 1.500.000 nhá. Sản phẩm này con này là con Samsung gì nhỉ? Con iPad mini 1 nhá, 1.500.000. Hình thức là máy đẹp là gì nhỉ? 90%. iPad mini 1 đấy ạ. Rất là rẻ cho anh em nhá. iPad mini 1 nhá, 1.500.000 đấy. Đây,
và hai con này là hai con chiếc gì nhỉ? Hai con này là con chiếc gì nhỉ? Samsung Note 5. Note 5 thì con này thì là 2.3 triệu này, và con này thì là 2.4 triệu nhá. Note 5 thì mình hôm nay về được hai con, một con màu đen và một con màu ghi, đều là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá, Note 5 ạ. 2.400.000 và 2.300.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nhận hàng về sớm nhất nhá. Note 5 này rất ok ạ. Nhiều lắm. Đây ạ. iPhone 6S Plus, đấy, iPhone 6S Plus 64GB nhá. Hôm nay bên em lại về được hai cây ạ. Đấy, iPhone 6S Plus. iPhone 6S Plus 64GB. Vân chân vân tay đủ, hình thức là máy đẹp là trên 90%. Hai con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3.600.000 nhá. Chỉ với giá là 3.600.000 một con nhá. Đấy, iPhone 6S Plus 64GB nhá. Vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì hai con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn nhá. Nên là các bạn yên tâm sử dụng, pin con này thì còn rất là cao. Pin con này thì là còn 92%. Còn con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy, hai con đều là bản 64GB, một con màu gold 3.600.000 và một con gray là 3.600.000 6S Plus nhá, 64GB nhá. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. Đấy, nhà mình đủ cả iPhone, Samsung các kiểu đủ cả hết. Và sản phẩm mình còn nhiều lắm, nhưng mình thôi để mình mai mình giới thiệu lốt. Đây, hôm nay thì tất cả sản phẩm này mình sẽ xả hàng hết cho các bạn, nên các bạn yên tâm nhá. Và cuối cùng là con iPhone 6S, con này là 6S 16GB nhá. Con này là 6S 16GB. Đấy, 6S 16GB đấy ạ. Con màu đen. Rất là đẹp, con này đẹp trên 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.200.000 nhá. 6S 16GB đấy ạ. Đấy. 6S 16GB. 2.200.000 nhá. 2.200.000. Rồi 6S 16GB 2.200.000 nhá. Máy đẹp nhá, đẹp trên 90% nhá. Pin mình đã thay pin mới cho các bạn, nên các bạn yên tâm. Nói chung iPhone tầm này thì phải thay pin hết rồi. Đấy, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Loại này chủ đập máy mới hỏng thôi. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S 2.200.000 các bạn nhận hàng về sớm nhất nhá. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn. Thì kênh YouTube của mình bị khóa một tuần đấy. Thì hôm nay mình mới làm được, thì tuần này mình sẽ là cố gắng là phát hết trong tuần này cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ xả hàng tất. Thì các bạn ưng sản phẩm nào mình, các bạn nhấc máy lên nhanh tay lật hàng cho mình là có hai qua số điện thoại này nhá. Đây địa chỉ cửa hàng mình, các bạn nào gần các bạn thể lao trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai nhá. Xin chào nhé các bạn nhé.